lũ chồng lũ, bão nối tiếp bão. Thiên tai này chưa qua, thiên tai khác lại ập đến. Những xóm làng chìm trong biển nước, những vụ sạt lở kinh người kéo theo thiệt hại về nhân mạng hết sức đau lòng. Đó là thực tế khốc liệt mà đồng bào nơi khúc ruột miền Trung thân thương vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt. Nằm trong vùng có khí hậu khắc nghiệt, hàng năm dải đất miền Trung không chỉ có cái nắng cháy da và những đợt khát cháy khô hạn, mà còn hứng chịu trung bình mỗi năm từ 8 đến hơn 10 cơn bão. Biến đổi khí hậu đang làm cho thiên tai ngày một khốc liệt và khó dự báo. Những người dân phải trèo lên nóc nhà để tránh lũ. Những cụ già dầm mưa di tản. Những ngôi trường hư hỏng nặng, bàn ghế, sách vở bị cuốn trôi hoặc vùi trong bùn đất sẽ mãi là những ký ức buồn thương, không chỉ với người miền Trung mà còn với đồng bào cả nước. Nhìn lại đợt mưa lũ lịch sử gần nhất năm 2020, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tại miền Trung, mưa lũ đã làm sạt lở đất trên diện rộng, khiến 249 người tử vong, mất tích, 1.531 ngôi nhà bị sập, ước tính thiệt hại trên 36.000 tỷ đồng. Trong đó, Hà Tĩnh cũng đã phải gánh chịu không ít đau thương. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, đợt mưa lũ lịch sử vượt mức năm 2020 đã làm 6 người chết, hơn 45.500 hộ dân bị ngập lụt, gần 7.000 hecta lúa, hoa màu, cây ăn trái mất trắng, tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng. Thế nhưng, mỗi mùa mưa lũ trôi qua, những con số thống kê về mất mát và thiệt hại có lẽ cũng chỉ dừng lại ở những con số, bởi mất mát, khó khăn trên thực tế mà đồng bào miền Trung phải gánh chịu chắc chắn sẽ nhiều hơn, đau thương hơn. Khác với lũ lụt miền Tây bồi đắp phù sa cho cá tôm về tràn đồng, mưa lũ miền Trung thực sự là nỗi ám ảnh khi tốc độ lũ lên nhanh, giao thông chia cắt, việc tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm khó khăn. Và khi lũ đi qua, người dân về dựng lại mái nhà, thầy và trò kê dọn lại bàn ghế, nhặt nhạnh từng quyển sách vùi trong bùn rác để có thể tiếp tục đến lớp. Đó có lẽ là hình ảnh gây nhiều xúc cảm nhất, đọng lại lâu nhất sau mỗi mùa bão lũ. Thấu hiểu và sẻ chia với khó khăn của đồng bào miền Trung, góp phần hỗ trợ người dân và mở rộng thêm phòng lớp học, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số và Ví điện tử Momo và các nhà hảo tâm thực hiện chương trình Điểm trường vượt lũ với sự cố vấn của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chương trình dự kiến xây dựng các địa điểm có thể vừa là nơi học tập, chỗ ở nội trú cho giáo viên trong trạng thái bình thường. Và khi mưa lũ đến, những công trình điểm trường vượt lũ này sẽ là nơi trú tránh an toàn cho thầy và trò cũng như người dân nơi đây. Tham gia cái chương trình điểm trường vượt lũ thì chúng tôi nhận thấy đây là một cái chương trình thực sự có giá trị, có ý nghĩa thực tế và thực sự hiệu quả cho tất cả các bà con ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là ở các tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự chương trình này, chúng tôi rất mong muốn các công ty, các nhà hảo tâm và đặc biệt hơn 8,2 triệu nhà hảo tâm trên Momo thường xuyên đóng góp cho những chương trình từ thiện như thế này có thể có đóng góp một phần của mình vào việc giúp đỡ các đồng bào. Bây giờ là mình muốn là có chương trình này, mình có những cái nhà cao tầng thì là tất cả những cái gì mà mình mang tính chất vĩnh cửu mình để lâu thì mình đưa nó lên, còn ở dưới thì mình làm dạy học và hoặc là nhà ở cho giáo viên thì nó rất cần thiết. Chương trình dự kiến sẽ xây 20 điểm trường vượt lũ và 30 căn nhà tránh lũ cho bà con đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có nhà tạm bợ chưa có nơi tránh lũ và thường xuyên bị ngập lụt. Tổng chi phí dự kiến cho chương trình khoảng
khoảng 41,8 tỷ đồng, trong đó mỗi điểm trường là 2 tỷ đồng và nhà tránh lũ là 60 triệu đồng một căn. Với những khó khăn do bão lũ mà người dân miền Trung nói chung, người dân Hà Tĩnh nói riêng phải đối mặt suốt nhiều năm qua, việc xây dựng những công trình kiên cố mang một ý nghĩa to lớn, vừa giúp bà con đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, vừa góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng đất vốn chịu nhiều thiệt thòi, giúp người dân có thêm động lực đối mặt và vực dậy sau thiên tai. Tuy rằng khác giống nhưng chung một dạng, mình cùng chung tay, lá lành đùm lá xanh.